Chiều ngày 28 tháng 8, đồng chí Lê Thanh Liêm, trưởng ban nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 và thăm hỏi tặng quà cho bà con có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận 6. Sau khi lắng nghe nguyện vọng của người dân, đồng chí Lê Thanh Liêm lưu ý địa phương chăm lo nhu yếu phẩm đầy đủ cho người dân. Đồng chí nhấn mạnh, lãnh đạo phường phải chịu trách nhiệm nếu để người dân đói. Trong căn nhà trọ tại hẻm 1090, đường Lò Gốm, phường 7, trưởng ban nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh đã ân cần thăm hỏi bà con là dân lao động tự do đang ở trọ tại đây. Chủ nhà trọ Nguyễn Thị Cẩm cho biết, nơi đây có 28 người, thời gian qua bà đã hỗ trợ miễn giảm tiền thuê để mọi người vượt qua khó khăn. Thăm hỏi tình hình sức khỏe bà Nguyễn Thị Mỹ, 85 tuổi, có bệnh nền đái tháo đường. Đồng chí Lê Thanh Liêm dặn dò, nếu cần hỗ trợ thuốc men y tế, gia đình gọi ngay cho lãnh đạo phường. Dịp này, đồng chí đã tặng mỗi phòng trọ một phần quà gồm gạo, trứng, mì. Trưởng ban nội chính Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh cũng đã trực tiếp đến thăm gia đình bà Trần Thị Thúy Hồng, hiện đang có 4 F0 đang cách ly tại nhà. Đồng chí đề nghị lãnh đạo địa phương chú ý theo dõi các trường hợp F0 tại nhà, đảm bảo đủ thuốc men, chăm sóc, cấp cứu kịp thời và tránh để F0 trở nặng dẫn tới tử vong. Hiện quận 6 có 6.809 F0 đang cách ly tại nhà. Quận cũng đã triển khai 20 trạm y tế lưu động, cung cấp các túi thuốc, lương thực thực phẩm để người dân an tâm ở nhà điều trị.